Phim khiến khán giả ngỡ ngàng khi biến đổi phong cách liên tục tại một sự kiện. Tham gia một sự kiện, nam em khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng bởi hai lần biến đổi phong cách vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Hoa Khôi Nam Em là cái tên đang hot nhất hiện nay. Sau một thời gian dài điều trị bệnh trầm cảm, Nam Em đã trở lại mạnh mẽ, vô cùng tự tin. Cả nhan sắc và tài năng đều lấy lại phong độ. Nam Em vừa ra mắt MV Nơi Có Anh Là Nhà được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong một sự kiện, Nam Em nghi ngỡ ngàng vì nhan sắc thăng hạng của mình. Khi vừa xuất hiện tại sự kiện, Nam Em diện bộ đầm đỏ rực vô cùng nổi bật. Nam Em duyên dáng yêu kiều, đúng với cái tên Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nhưng chỉ một lúc sau đó, Nam Em khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện phong cách đối lập hoàn toàn với hình ảnh trước đó. Thay vì một Nam Em trẻ trung dịu dàng là một quý cô sang trọng lộng lẫy trong bộ đầm dài thướt tha cùng mái tóc búi gọn gàng kiểu cổ điển xuất hiện. Chiếc đầm với thiết kế lệch vai giúp Nam Em khoe bờ vai trần gợi cảm. Chi tiết xẻ cao cũng giúp nàng Hoa Khôi khoe được đôi chân dài của mình. Tại sự kiện, Nam Em gặp gỡ với Á Vương, Hữu Vi, nam người mẫu khoe vẻ thanh lịch, lãm trong bộ vest màu xanh đậm. Dù đã biết nhau từ trước, nhưng ít khi có cơ hội gặp mặt nên nhân sự kiện này, cả hai tranh thủ trò chuyện và cùng lưu lại những hình ảnh đẹp. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị.